Hello hello, chào mọi người nha. Lại là em đây, đồng hồ Quốc An và những chiếc đồng hồ ế mùa mưa bão. Hôm nay em chỉ bán một cái đồng hồ và bán với giá là 1 đồng. À, tại vì mấy ngày hôm nay là em coi ở trên YouTube và Facebook là em thấy là có nhiều người chuyển khoản 1 đồng để mà từ thiện. Thì em cũng bán cái đồng hồ này giá 1 đồng để em đóng tiền học cho con em. Con này hết pin rồi ha, size mặt to đẹp, và em chỉ bán đúng giá 1 đồng thôi ha. Tại vì thật sự có nhiều người nói là 1 đồng thì kỳ quá không đáng gì, nhưng mà đối với em thì 1 đồng nó cũng quý. Nhưng mà em thấy một cái điều lạ là có nhiều người vô comment chửi rủa tùm lum hết, và em lại suy nghĩ là không biết có cái app ngân hàng nào để chuyển khoản được 1 đồng không. Thì em thử rồi thì cái ngân hàng của em thì cho chuyển tối thiểu là 2.000, và cái app Momo thì nó cho chuyển tối thiểu cũng 100 đồng, đó là chuyển khoản cho bạn bè. Thì ông nào không biết chuyển được cho Mặt trận Tổ quốc 1 đồng. Mà em thấy cái tin này á, thì cũng rất là nhiều cái nhà đài gọi là nổi tiếng, nhà đài quốc gia đưa lên. Thì em cũng không biết tại sao anh này chuyển được, là một. Thứ hai là cái tin này có xác thật không? Đó, mà rất là nhiều người vô la làng la xóm chửi rủa. Mà không biết chữa kiểu gì và không biết chuyển kiểu gì. Thì có nhiều người người ta không có gọi là check check lại lần thứ hai á, tức là cái gì cũng vậy mình nên check cái thông tin lại. Đó, chứ đừng có vội vàng, nhiều khi đọc qua nghe người này nói cái, hoặc là đặc biệt là những cái nhà đài gọi là uy tín, nhà đài quốc gia mà đưa lên thì ai cũng tin. Nhưng mà đưa một cái tin mà em thấy không có tài nào làm được. Cái sao kê trong trời trong đó có những cái khoản chuyển khoản 1 đồng cũng hay, mà ông nhà đài ông ngồi ông nói ra rả thì cũng hay, có nhiều người vô tin cũng hay. Rồi có nhiều người comment chửi rủa người ta cũng hay, toàn là những người gọi là siêu phàm, trí não thì siêu phàm. Còn ông nhà đài thì đưa tin cái kiểu mà vô trách nhiệm. À, thì em cũng muốn kiếm 1 đồng. Anh nào chuyển khoản được cho em 1 đồng. 1 đồng Việt Nam nha, chứ không phải 1 đồng đô la đâu nha. 1 Việt Nam đồng. Thì cứ thì chuyển giùm em. Rồi nhắn tin Zalo cho em. Ha. Rồi em gửi cái này free ship luôn cho mấy anh luôn. Rồi con này thì CK Switch mệt ha. Con này gương cầu lồi size to á, size nó là 40 40, không tính nấm. Dây thì toàn bộ là dây thép đúc đặc. Rồi em bán giá 1 đồng, 1 đồng ấy, 1 đồng Việt Nam nha. Anh nào chuyển được 1 đồng thì cứ liên hệ Zalo em, chuyển khoản chụp màn hình lại em, tài khoản em mà nổ lên 1 đồng được thì nhắn tin gửi địa chỉ em free ship. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video, vui vẻ, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ha, bye bye.